Chào các bạn, trong phần video hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta mẹo gọi tên anh Can theo sách mới à, Thì trong phần hôm nay thầy sẽ hướng dẫn một cách đơn giản dễ hiểu nhất trong cái phần gọi tên anh Can à, Thì sau khi chúng ta gọi được tên anh Can thì mấy cái phần sau này thì chúng ta đều đọc trên cái nền của anh Can hết Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta quy tắc này Rồi, thầy chỉ đưa ra một công thức duy nhất thôi, sau đó thầy hướng dẫn chúng ta đọc nha Vậy là tên anh Can theo cái sách mới À, tên anh can rồi nó sẽ bằng là số chỉ vị trí nhánh số chỉ vị trí nhánh cộng cho tên nhánh à, nghe kỹ thầy hướng dẫn chi tiết cho chúng ta nắm nha cộng cho phần nền phần nền thì phần nền này tùy theo sách có thể gọi là tiền tố cũng là nó tiền tố À, hoặc có thể gọi là mạch chính cũng là nó à, tùy theo sách uh, giáo khoa nha và cộng cho cái phần an a à, n e thì đây còn gọi là hậu tố à, thì đây chính là cái cái phần chung nha thầy thầy hướng dẫn chi tiết chúng ta chúng ta thấy nó dài như thế đó nhưng mà thật ra nó rất là dễ nha thầy hướng dẫn cái này rồi thứ nhất là nắm cho thầy là tên phần nền này tên phần nền tiền tố đó tên phần nền hay nói khác là là tên mạch chính đó mạch chính rồi rồi thì chúng ta nắm cho thầy từ 1 c tới 10 c cho thầy nha 1 c 1 c là meta 2C là ether 3C là Rob 4C là Buta 5C là Benta 6C là Hexa 7C là Hepta 8C là Octa 9C là nô nè à. và 10C 10C là dead, dead à rồi như vậy làm gì làm bắt buộc chúng ta phải thuộc từ 1C tới 10C và ở đây thầy chỉ cho chúng ta cách nhớ nhẩm nhẩm mấy cái chữ cái đầu thôi à, nhẩm nhẩm chữ cái đầu đó là mẹ mẹ em phải bón phân Quá học ở ngoài đồng đây là cách để chúng ta nhẩm nhẩm mấy chữ cái đầu nghe mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng thì đây chính là tên của phần nền Được chưa? rồi tiếp theo tên nhánh tên nhánh hay còn gọi đó là tên gốc ankin tên gốc ankin nha ankin thì nó bằng là tên mặt chính tên mặt chính cộng cho cái phần in như thầy tên mặt chính cộng phần in rồi bây giờ ví dụ nè cái nhánh khi chúng ta dưới đồng phân thì chúng ta sẽ gặp một số nhánh sau đây đó là ch 3 thì nhánh này chúng ta lấy phần này nè phần nền nè được chưa? Lấy mặt tính nè. Chúng ta là, là mê thờ. Thì chúng ta đọc là mê thiên. Rồi. Nếu nhánh C2H5. CH5. Thì CH5 người ta có thể ghi dạng này cũng được nha. CH3. CH2. Thì đây cũng là nhánh CH5. Được chưa? Thì lúc này chúng ta đọc là E thiên. Được chưa? Rồi. Nhánh C3H7. Thì C3H7 người ta ghi dạng này. CH3. CH2. CH2 thì đây nhánh C37 người ta đọc là Robin thì đây là một số nhánh mà chúng ta hay gặp rồi tiếp theo thầy chỉ vận dụng nè đây là cách chúng ta vận dụng để chúng ta đọc được cái tên của anh can thì cho nhiều ví dụ nghe ví dụ một đơn giản nhất nè thì cho cái này CH3 CH2 CH2 CH3 thì đây là chất này thì đây là một chất an can không phân nhánh thì coi như là không có nhánh là chúng ta bỏ nguyên cái phần này bỏ à, bỏ số chỉ vị trí nhánh và bỏ tên nhánh tại không có nhánh thì chúng ta bỏ nguyên cái này thì lúc này chỉ còn cái phần nền và cộng cho bằng an thôi phần nền đây một hai ba bốn c bốn c đây được chưa phần nền bốn c thì lúc này chúng ta đọc nó là bu butan thêm bằng an vô đọc là butan rất là dễ nha À, trong phần ví dụ này thầy sẽ cho ví dụ là khi chúng ta đọc tên một chắc khó nha trong nhánh có nhánh thì chúng ta cố gắng chúng ta xem hết nha ví dụ thầy cho từ từ nâng lên nha trong nhánh có nhánh luôn từ từ nâng lên nha rồi ví dụ hai cho chắc này đi rồi thầy cho chắc uh, chắc này <laughs> Rồi bây giờ chúng ta đọc Tên cái này thì cũng rất là dễ à, Chúng ta đánh số 1, 2, 3, 4 Hoặc là 1, 2, 3, 4 Thì chọn mạch dài nhất là mạch chính Thì đầu tiên chúng ta phải chọn mạch này là mạch chính nè Đấy ra mạch dài nhất là mạch chính Tiếp theo đánh số Đánh số làm sao cho nhánh xuất hiện sớm nhất Thì chúng ta đánh từ đây qua Để nhánh xuất hiện sớm nhất nè Ở đây là 1 nè Ở đây là 2 nè Nhánh lúc này ngay vị trí số 2 3, 4. Nếu chúng ta đánh ngược lại là 1 2 3 nhánh vị trí số 3 là sai nha. Nhánh xuất hiện sớm nhất. À này chúng ta đọc là nhánh là vị trí số 2 này, số chỉ vị trí nhánh, số chỉ vị trí nhánh là số 2. À, giờ chúng ta đọc là 2. Nhánh này tên là methin nè. 2 methin. Rồi. Số chỉ vị trí nhánh, tên nhánh. À số chỉ vị trí nhánh tên nhánh xong này tới phần nào? Phần nào là 4C, 4C là tay. Vậy là đọc bu than xong à, à, cái này cũng rất là dễ bây giờ ví dụ 3 có tí xíu nha ví dụ ba rồi từ từ phải cho năng lên nha một chút nữa thì sẽ cho ví dụ là trong nhánh có nhánh Rồi đây chắc này Rồi Ví dụ ba Chắc này hơi khó đó Bây giờ em nào thử nhẩm tìm mạch chính của bao nhiêu C Mạch chính không nhất thiết phải nằm ngang nha Nếu nằm ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Có mạch nào dài hơn 6C hay không Đó Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ tí xíu đi Rồi trước khi hướng dẫn đọc tên này Thầy cũng giới thiệu luôn à, Thầy mỗi chương thầy có soạn cho chúng ta mỗi cuốn tài liệu như thế này cuốn tài liệu à, thì đây là cái cuốn tài liệu của chương 4 chương hero carbon à, thì thầy sổ nó cái chương đề nha chúng ta dùng chung cho cả ba bộ sách sách nào dùng cũng được hết và trong đây gồm có tóm tắt lý thuyết phai đề và bài tập rất rất nhiều nha tóm tắt lý thuyết phai đề bài tập từ luận bài tập trắc nghiệm đầy đủ chúng ta hết rồi để dễ hình dung thì thầy giới thiệu cho chúng ta trên cái cái file nè thì mỗi chương thầy sẽ cho chúng ta là một cái file đề một file đề bài giải nha đây là file đề nè phai đề thì nè có tóm tắt lý thuyết sẵn cho chúng ta nè tóm tắt lý thuyết và bài tập nè bài tập rất là nhiều nha. bài tập đó bài tập tự luận bài tập trắc nghiệm pha đề 116 trang nè pha bài giải nè cái này của chương 4 thôi nha. chương hero đó bài giải có bài giải chi tiết nha bài giải chi tiết cho chúng ta nè phần đọc tên này cho rất là nhiều nè đó phần đọc tên đang hướng dẫn đọc tên nè có bài giải chi tiết cho chúng ta là giải vậy làm sao để chúng ta nhận được cái cái pha đề này thì để nhận phải đề này thì liên hệ thầy thì chúng ta sẽ nhận được uh, trong một năm học à, phải đề trong một năm học thì nhận về chúng ta in cái cuốn tài liệu như thế này chúng ta tự học là chính à, quan trọng là tự học và đặc biệt được thầy trợ giúp người không hiểu nào đó thì thầy giúp đỡ chúng ta à. rồi bây giờ trở lại vấn đề chắc này và thầy sẽ cho thêm nhiều chắc khác nữa bây giờ nếu mà chúng ta chọn cái mạch nằm ngang là mạch chính một hai ba bốn năm sáu 6 c là mạch chính thì mạch này chưa có đúng tại vì quy tắc chọn mạch chính phải là mạch nhiều c nhất, chứa nhiều c nhất và khi chúng ta chọn mạch chính rồi chúng ta không có giảm lại có nhiều em chọn như này một hai cái lên đây cái ba cái xuống đây quay lại bốn không có mạch chính là chúng ta đi một lần thôi c đó chúng ta chỉ giảm lên một lần thôi nha. rồi như vậy mạch chính là mạch có 8 c em nào nhìn ra mạch chính chưa thì cái mạch chính như thế này nè đây hướng này nha đây là sợi dễ hướng Đây Giả sử tôi đánh số tôi ra đi nghe 1, 2 nè này. Cái này 2C nè này. Thì C2H5 chúng ta có thể ghi kiểu này hoặc kiểu này nè hai kiểu nha Người ta bung ra cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hoặc đánh số từ đây lên Từ từ, đây xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thì cái nào nào ngoài mà chính chính là nhánh đó Tóm là mà chính 8C Cái này nhánh nè Cái này nhánh nè cái này nhánh nè cái này nhánh nè như vậy chúng ta lúc này chúng ta có bốn cái nhánh bốn cái nhánh nha và khi đọc làm là gì làm phải có bốn số chỉ số chỉ vị trí nhánh bao nhiêu nhánh là bao nhiêu số chỉ nhớ nghe bao nhiêu nhánh bao nhiêu số chỉ rồi bây giờ đánh số chúng ta đánh số làm sao đây có hai hướng thôi hoặc là đánh hướng đầu này hoặc đánh hướng đầu này không đánh như chính giữa nha đánh hai hướng bây giờ chúng ta đánh số làm sao cho nhánh xuất hiện sớm nhất là đúng bây giờ nè một hai ba ngay số 3 có hai nhánh 1, 2, 3 ngay số 3 có một nhánh vậy chúng ta đánh hướng này nha hướng từ dưới lên à, tại có hai nhánh nè vậy là 1, 2, cái này 3 nè 4 nè, 5 nè 6 nè 7 nè, 8 nè rồi khi đọc nhánh khi đọc nhánh chúng ta không phải chúng ta đọc là ừ, nhánh ở số 3 đọc trước nhánh số 4 đọc sau, nhánh số 5 đọc tiếp không có, chúng ta đọc nhánh thì chúng ta đọc theo thứ tự bằng chữ cái chữ m nè chữ e nè chữ b nè có nghĩa là nhánh mê tin nhánh e tin nhánh robin, đọc nào trước đó là đọc chữ e trước à, chữ e tin đọc trước sau đó tới mê tin tới robin. vậy là e tin đọc trước nha, nhánh e tin nhánh e vị trí số 5 nè chúng ta đọc là 5 5 e tin rồi vậy đọc xong vị trí nhánh số 5 rồi tiếp tục nhánh mê tin nè một nhánh mê tin hai nhánh mê ba nhánh mê tin khi có nhiều nhánh giống nhau thì người ta gom lại chẳng hạn như là giống nhau là hai nhánh ba nhánh bốn nhánh như nhân dân thì người ta gom lại thành là đi chi hoặc là tê cha hai tướng với đi vậy là một nhánh hai nhánh ba nhánh giống nhau ba nhánh có ba con số nghe nhánh thứ nhất ở vị trí số 3 nhánh thứ hai cũng vị trí số 3 nhánh tiếp theo vị trí số 6 nha à, vậy là 336 tri mê tri mê rồi vậy là tỷ giờ chúng ta mới đọc xong cái phần nhánh này số chỉ vị trí nhánh tên nhánh số chỉ vị trí nhánh tên nhánh số chỉ vị trí nhánh tên nhánh tiếp theo phần nền phần nền 8 c 8 c đây chưa thuộc chúng ta nhìn đây vậy là ốc than đây là tên của nó này chưa thì chúng ta cứ nắm theo quy tắc thôi thì đọc cũng rất là dễ không có gì khó hết rồi tiếp tục thầy cho ví dụ năng năng lên từ từ nha rồi ví dụ 4 ví dụ 4 ví dụ bốn thì này thì cho một chất trong nhánh có nhánh nha coi như trong nhánh có nhánh đi cho hơi dài tí xíu nha chúng ta cố gắng chúng ta tìm mặt chính nha rồi chắc là hơi dài nè đây đây là cái chắc đây chúng ta tìm này chưa? <laughs> rồi đầu tiên chúng ta phải tìm mặt chính à, chúng ta phải tìm mặt chính chắc là hơi khó nha chúng ta phải tìm mặt chính mặt chính là mặt chứa nhiều c nhất mạch chính là mạch chứa nhiều xe nhất bây giờ chúng ta thường thường chúng ta cứ tìm mạch nằm ngang trước đi chúng ta coi sau đó chúng ta coi coi có mạch nào nhiều hơn mạch nằm ngang không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín hướng khác nha một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín được chưa cái này cũng chính luôn thì có hai hướng chính nha nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín thì lúc này nếu mà chúng ta chọn mạch nằm ngang lúc này nó sẽ có là một nhánh, hai nhánh và ba nhánh. Có ba nhánh nha. Rồi. Nếu mà cùng chính C mà chúng ta có mạch nào nhiều hơn ba nhánh nữa thì mạch nó đúng nha. Bây giờ chúng ta chọn mạch nãy nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cũng là một nhánh, hai nhánh, ba nhánh. Thì lúc này lưu ý, cả hai mạch đều là ba nhánh hết. Nhưng lúc này chúng ta chọn cái mạch nằm ngang á, nó có nhánh to thì ưu tiên cho trường hợp nhánh to nha. À có nghĩa là chúng ta nếu chúng ta chọn nhánh dưới xuống đây á nó sẽ có là ở cái này bốn nhánh chứ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À vậy lúc này là bốn nhánh rồi. Ha. À. 1 2 3 4 5 6 1 2 này, 3 này, 4 5 6 7 8 9. Rồi vậy lúc này chúng ta chọn hướng dưới nha, tại hướng dưới nhiều nhánh hơn. Rồi bây giờ tôi giảm nó 9 nè. Hướng trên thì chỉ có ba nhánh thôi rồi đây hướng này đây, đây xuống đây Quẹo qua đây, thì lúc này nhánh nè một nhánh nè, hai nhánh nè, ba nhánh nè, bốn nhánh nè. À, chúng ta đánh hướng này nó sẽ có bốn nhánh, còn chúng ta chọn ngang thì lúc này chỉ có ba nhánh thôi. À, chọn ngang chỉ có ba nhánh thôi, thì lúc này chúng ta chọn đánh thế này. rồi bây giờ đánh số, đánh số làm sao cho nhánh xuất hiện sớm nhất. một hai 3 có những số 2 số 3 nè 1 2 có nhấn số 2 thôi không có nhấn số 3 vậy hướng này đúng à vậy chúng ta đánh hướng này đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi bây giờ chúng ta đọc tên nhánh giữa nhánh Robin pin và nhánh mê tin thì chúng ta bạn chữ cái này Thì nó rồi nhánh mê tin và nhánh Robin pin nhánh, là nhánh Robin này nhánh Robin pin nè nhánh Robin, pin nhánh này nhánh mê tin nhánh mê tin nhánh tin thì chúng ta phải thuộc về những cái a b c d a b c d e f g h đó k l m n o b q đó à, vậy là đọc m trước ha. à. k l m n o b q vậy là chúng ta đọc nhánh metin trước nha metin vị trí số 2, vị trí số 3 và vị trí số 8 vậy chúng ta đọc là 2 phớt 3 phớt 8 được chưa chi metin chi methyl là chúng ta đọc được ba nhánh methin nè tiếp tục chúng ta đọc nhánh robin vậy là 6 robin rồi đọc xong phần nhánh đọc xong phần nhánh bây giờ tới phần mạch chính mạch chính tổng cộng 9 c thì nhìn trên đây ha Nonan nô nam gọi no vậy khi chúng ta lưu ý chỗ này nè à, giờ thầy viết thì chúng ta để ý nha giữa số với chữ số chữ dấu gạch chữ chữ chúng ta viết liền nha chữ chữ chúng ta viết liền còn số với số dấu phẩy à, số với số dấu phẩy à, số với chữ dấu gạch chữ với chữ chúng ta viết liền luôn đó rồi tiếp tục thầy cho ví dụ tiếp theo à. cho ví dụ tiếp theo trường hợp trong nhánh có nhánh nha ví dụ năm ví dụ năm rồi cho chắc này rồi CH3 CH CH3 CH2 Rồi ở đây cái C CH3 CH2 CH CH3 CH3, CH3. CH3. Rồi ở đây sẽ là một cái C CH3 đây CH3 đây CH3 đây, rồi Rồi, chắc này hơi khó Rồi, nhiệm vụ đầu tiên chúng ta cũng phải tìm mạch chính Mạch chính phải là mạch dài nhất Và chứa nhiều C nhất Được chưa, mạch chính là mạch dài nhất chứa nhiều C nhất Thì đầu tiên chúng ta cứ nhẩm cái mạch nằm ngang trước đi Nhẩm mạch nằm ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chúng ta coi có mạch nào nhiều hơn nữa không Kiếm mạch nào nhiều hơn nữa không 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thì ra mạch này với mạch này đi răng thôi bộ quẹo đây, quẹo đây, giống nhau. Vậy là chọn mạch nằm ngang nha, chỉ có mạch nằm ngang là 7C thôi. Không mạch nào nhiều hơn nữa, đây mạch nằm ngang. Đây. Chưa, hướng đánh số. Rồi hướng đánh số à, 1 2 3 4 1 2 3 4 rồi, hướng nào cũng đúng nha, hướng nào cũng được hết. À ta này nha, tại nó căn đối nè. Vậy là 1 2 3 4 5 6 7 rồi về lúc này nó sẽ xuất hiện một số nhánh sau đây. Một nhánh nè. Hai nhánh nè. Ba nhánh nè. Và bốn nhánh nè. Đây. Cái nhánh này khó đọc nè. Nhánh này nhánh mê tin nhánh này, mê tin. nhánh này mê tin. Nhánh này mình nhánh mê tin. Vậy nhánh này đọc sao bây giờ? Đó. Thì lưu ý. Lúc này chúng ta đọc cái nhánh này theo kiểu là trong nhánh có nhánh. À, trong nhánh có nhánh. Đó được chưa? Thì chúng ta phải đọc là nhánh này theo kiểu là trong nhánh có nhánh nha. Rồi vậy nhánh này là nhánh gì? À, thì lưu ý nhánh này chúng ta đọc là nhánh Đây chúng ta chọn chính này Nhánh chính là nhánh 2C Trong nhánh 2C này có hai cái nhánh nhỏ à, Vậy là coi như nhánh chính là nhánh Ethin nha Nhánh chính là nhánh Ethin Đó thì bây giờ chúng ta đọc cái này đọc nhánh Ethin trước nè Nghe vị trí số 4 nha Vị trí số 4 Vị trí số 4 Được chưa? Là lúc này là nhánh Ethin nè à, vậy chúng ta mở và ra trong nhánh có nhánh hai nhánh này ở vị trí số 1 hết vậy là một phết một đi methin đi methin rồi ethin đây đây là đọc xong phần nhánh này nè thầy giải thích cho nghe trong nhánh có nhánh đây cái nhánh này nhánh 2 c nè chúng ta không có tính 3 c được nghe tại vì chúng ta lấy c này làm gốc C này làm góc thì chúng ta chọn mặt chính, Mạch chính là 2C. Thì lúc này sẽ có hai cái nhánh. Được chưa? Thì nhánh này vị trí số 1, nhánh này vị trí số 1 luôn chúng ta đọc là 1 etin, e1 metin, 1 etin thì chúng ta đọc là 11 dimetin. Rồi mặt chính 2C là etin. Cũng giống như thôi, nhưng mà lúc này chúng ta đọc theo etin hết. Vậy là chúng ta đọc xong cái nhánh này. Được chưa? Vậy sau khi đọc xong cái nhánh này rồi chúng ta đọc ba nhánh lại. Tại etin đọc trước nè. Rồi vậy là 2 4 6 à, 246 chimetin hai bốn sáu chi methyl hai bốn sáu chi thiên. Rồi mà chín bảy c bảy c là chúng ta phải xém trên heptan heptan thì đây là một cách đọc kiểu trong nhánh có nhánh trong nhánh có nhánh nha đó đó là cách đọc ra, ngoài ra người ta còn đọc theo kiểu tên tên riêng nữa nha thì ở đây thầy lưu ý tên riêng rồi tí xíu tên đi, bây giờ thầy cho ví dụ tiếp theo đi nghe Ví dụ Ví dụ năm bây giờ đọc theo kiểu khung phân tử nghe Có nghĩa là không cho kiểu này nữa Người ta cho khung phân tử à, Khung phân tử nha Rồi Rồi bây giờ ta cho chắc này Nhiệm vụ chúng ta yêu cầu chúng ta đọc tên chắc này thì đây là công thức kiểu khung phân tử Mỗi điểm chính là 1C Người ta đơn giản hát bỏ rồi Mỗi điểm 1C Thì cái dạng công thức này thầy đã chỉ rồi nha Nhiệm vụ chúng ta là chúng ta đi tìm mạch dài nhất là mạch chính Bây giờ chúng ta thử tìm mạch nằm ngang đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Có nào nhiều hơn không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 À con này 7 nè Bây giờ chúng ta kiếm chỗ này nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thì lưu ý Mạch 7C này vẫn được 1 2 3 4 5 6 7 nhưng mạch 7C này lúc này nó có 2 nhánh thôi. 2 nhánh. Nhưng mà chúng ta chọn 1 2 3 4 5 6 7 thì mạch 7C này lúc này có 3 nhánh nha. Rồi bây giờ thầy đánh số cho chúng ta thấy nè. 1 này số 1 nha, xuất hiện sớm nhất nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Thì lúc này nhánh là nhánh 1C nè. Nhánh là nhánh 2C nè, có hai điểm là 2C nhánh này là nhánh 1C nè đó thì trường hợp chúng ta chọn cái này là được 3 nhánh nha còn nếu chúng ta chọn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó có hai nhánh thôi à, cùng mạch với nhau mà nào nhiều nhánh thì nó đúng hơn đó thì là cách đọc chỗ này nha cũng 7C nhánh này là nhánh ethin nè nhánh này nhánh methin nhánh nè rồi giờ chúng ta đọc là nhánh ethin à, nhánh ethin đọc trước Vậy chúng ta đọc là 3 ethin 3 ethin nè rồi 2 năm đi 2,5 dimethyl rồi 7C 7C là chúng ta chọn mạch chính nãy vậy là hép hép than đây là cách đọc kiểu người ta cho khung phân tử thì chúng ta vẫn đọc bình thường thôi à, khung phân tử vẫn đọc bình thường quên nãy à, tới giờ thì cho nó, nó lại Từ giờ không có cam nó không dịch vô tới rồi đây cái mạch nó lại nè 1, 2, nè. 3, 4, 5, 6, 7 được chưa? 5, 6, thì lúc này cái nhánh này một điểm là một C nè, nhánh này hai điểm là hai C nè. Cứ mỗi điểm là một C. Nhánh này có một điểm nè, một C nè. Thì chúng ta đọc nhánh hai C đọc trước ethin nè. Anh là 3 ethin. 2 5 dimethin Đó, thì đây là một số cách đọc tên, trong đó chỉ có phần này là chúng ta đọc khó nhất thôi, trong nhánh có nhánh. À, trong nhánh có nhánh. À, thì chúng ta lưu ý cho đó. Đây là cái phần hướng dẫn chọn bộ đọc tên à, em nào không hiểu gì thì cứ hỏi thầy và muốn nhận tài liệu thì liên hệ thầy nha tài liệu thì chúng ta có phần bài tập để chúng ta làm thêm chúng ta coi phần bài tập có bài giải nha phần bài tập chúng ta có bài giải giờ chúng ta đọc uh, tự học là ok luôn đây giờ đọc mấy chắc này nè nhiều lắm đó và bài tập nghe có bài giải có khoa bài giải có chi tiết hết. rồi thầy kết thúc video tại đây nha